thể là cao nhau như gấp 3 lần cái sóng thần bình thường luôn nha mày. Đấy, kinh khủng thiệt sự luôn, không phải là bình thường đâu. Cao mới gọi là cao gấp 3 lần cái sóng thần thức tỉnh đó bạn, nên mình mới test thử cho các bạn xem là ở C1 ấy, coi các bạn đang thủ farm ấy có ngon hay không, có full hết đảo hay không và có thể lên được đảo trời hay không nhé bạn. Nếu mà sóng thần này mà lên được đảo trời là mình nói là trời ơi, đỉnh cao luôn bạn. Đấy là cái là trái quỷ mà có thể đánh thẳng lên đảo trời được luôn nhé bạn, cái trái chấn động các bạn. Đấy cái sóng thần đấy, rồi để thử nha. Còn trong BB thì các bạn cứ xài V2 vẫn ngon hơn nhé bạn, V2 mấy chiêu khác ấy. Còn cái chiêu V sóng thần thì mình không có biết, tại mình không BB với lại chất chấn động nhiều các bạn. Từ từ, hình như ở C1 là mình không không có được lấy chét quỷ ra nhé các bạn thấy không nè. Đó, ở C1 là mình không có lấy chét quỷ ra được, nên bây giờ mình sẽ qua C2 đã. Khổ thiệt chứ. Đây, qua C2 để mình ăn chét quỷ chấn động này bên C2 xong mình mới về lại C1 được nhé các bạn. Khổ lắm đó chứ, không đùa đâu. Đấy, giờ qua mình muốn test thử xem cho mấy bạn tân thủ các bạn, nếu mà vô tình lụm được trái chấn động ấy, coi có thực sự là farm ngon ở C1 hay không. Đấy, và nếu mà không mấy bạn thì nên xài một trái Lugia thì sẽ dễ hơn, đó là vậy. Rồi nha, bây giờ mình lấy ra được nè, test thử nhé bạn. Đây, trái chấn động nha, đây là hình dáng trái chấn động nè, ủa đẹp quá chứ. Đấy, chấn động làm đẹp quá chứ. Rồi ăn vô luôn nhé bạn. Rồi nhầm chưa nha. Rồi sóng thần đang chạy đó bạn. Thì từ từ mình sẽ test lại lần nữa cho bạn xem nha. Khi mà sóng thần bình thường này với lại sóng thần thức tỉnh nha. Đây các bạn thấy cái đấu trường đúng không? Bây giờ mình sẽ vô thẳng đấu trường, mình đứng ngay giữa ở trên đấu trường nha mày, cho bạn thấy cái sóng thần cao cỡ nào và rộng cỡ nào nha. Nếu mà cao hơn cả cái đấu trường này mình nghĩ là có thể lên đảo đảo trời được luôn á. Thấy cái sóng thần này có thể bay bự to lên tới đảo trời luôn là các bạn hiểu rồi. Farm ngon lắm á, là đưa quái trong tất cả đảo bạn sẽ bị dính đam ấy, xong mà quái sẽ bu lại các bạn luôn, đỡ phải đi vòng vòng. Như là các bạn có nhiều bạn farm là sẽ như vậy nè đúng không? Đây rồi, có nhiều bạn farm sẽ vậy nè đó, xong rồi dụ. Đây là cách farm bình thường nhất rồi đúng không? Đó, đây cách farm bình thường nhất rồi. Và nếu mà dễ hơn nữa thì các bạn dùng súng bắn đó từng quái xong rồi bu lại vậy nè. Đấy nhưng mà không nhớ bạn, sóng thần này một phát là dính hết luôn rồi, các bạn chỉ cần đứng ở giữa và farm là xong rồi. Đây thử nha. Rồi, để sóng thần nha. Ôi cao. Ôi. Ôi bây giờ what? Trời. Cao hơn sóng thần một khúc luôn mấy bạn. Mình cứ tưởng là cao tới đây thôi nè bạn, là lên hơn cái đấu trường một xíu thôi, còn cái này là trời ơi cao hơn, trời ơi, phải không? Cao hơn một khúc luôn. Rồi giờ mình qua thử cái ngọn cây bên này nhé bạn. Cho bạn thấy luôn cái sự cao của cái trái chấn động này, ảo thật sự thấy chưa, cao thật sự đúng không bạn? Đấy nhưng mà vẫn có cái khe hở là tại vì chỉ có hai sóng thần vô thôi nhá bạn, thì các bạn chỉ cần đi cái đường thẳng lướt ra là được à. Đấy còn cái trái chấn động kia thì là bốn góc nên khó né hơn, nhưng mà chấn động kia thì các bạn chỉ cần nhảy cao, bạn nhảy cao qua là xong rồi. Còn sóng thần này là các bạn nhảy cao cũng không qua đâu nha, vậy chưa. Ủa cao, ôi cái trời ơi. À ôi cái gì, ôi bung 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 rồi, lỗi. À rồi mình hiểu rồi, vậy là cái sóng thần V1 này là ôi bị lỗi các bạn ơi, là các bạn đứng kèn cao á thì sóng thần vẫn cứ cao lên nha các bạn không, bạn thấy ảo chưa, bạn thấy ảo chưa, bạn thấy ảo chưa trong cái sóng thần này giống như là ví dụ đi, đây mình giờ mình bay thẳng lên trời luôn đi nhớ mày. Đâu giờ mình thử lên trời thẳng luôn nha, xem như thế nào nha, đó xem như thế nào luôn nha, mình test thử trên trời luôn nhé bạn. Rồi rồi mình sẽ đứng trên trời luôn nè, các bạn nhìn nè đó. Ồ vậy chưa, đấy vậy là ha, không phải nhé bạn, vậy là khi các bạn trên trời ấy thì cái sóng thần cũng không có lên tới được trên trời các bạn đâu. Nói chung là các bạn mà đứng trên bây giờ mình test đây nữa nè bạn, bây giờ không nói nhiều đâu, bây giờ mình test đây nữa. Tại vì mất công mình nói mình nói sai các bạn, bây giờ mình test lần nữa luôn, mình sẽ đứng trên cái ngọn cây này luôn cho các bạn xem nha. Nếu mà sóng thần không lên được á thì là sóng thần bình thường, nhưng mà không có bị bung. Còn nếu mà bị bung á thì các bạn mà đứng ở trên, nói chung là phải đứng trên một cái điểm nè nhá bạn. Đó, đứng trên một cái điểm nào đó và dùng chiêu V ấy thì sóng thần luôn luôn tới luôn nha các bạn. Là hơi bị ảo luôn ấy. Đây là vậy, giờ mình test thử trên ngọn cây nha. Tại vì đây cũng là
clip mà mình tìm hiểu và test nha các bạn, chứ mình cũng không có biết trước đâu nên các bạn yên tâm. Đấy, nên mình nói sai là bình thường nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tìm mọi thứ để mình nói cho chuẩn lên nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ lên thử ngọn cây thử nha. Nếu mà được nữa là cái trái V1 này là bị giống như là bị bung nha các bạn. Là các bạn đứng đâu sóng thần cũng tới là hơi bị bá luôn á. Đây nè, cái ngọn này là chắc chắn là lên tới đảo trời được nè các bạn. Đó, cái ngọn này chắc chắn lên đảo trời được luôn nè, có thể là dư luôn á. Đấy, tại đảo trời có nhiều bậc mấy bạn chứ không phải là riêng cái bậc tú trên trời đâu. Đấy, cái này mình nghĩ là từ để lên nè. Đấy. Rồi thử nha. Sóng thần mà lên tới đây được là xong game nha bạn, là hiểu game rồi đó. Rồi nha, ngọn cây nha. Rồi. V. Nè, bung các bạn ơi. Rồi, mình nói mà. Ui. Ui, ảo vậy. What? Cái này mình mới tìm ra luôn nha bạn. Mình mới tìm ra luôn nha, chứ không phải là... Ôi, vậy là phải có một cái điểm gì đó các bạn đứng lên được nha bạn, các bạn mới đấm V được. Chứ các bạn mà đứng trên không ấy thì V hình như có lên được không ta? Từ từ, bây giờ nè, bây giờ mình sẽ đứng bên không bên này luôn nha bạn. Đây, mình đứng trên chân không luôn nha. Đây nha bạn. Đây. Mình đứng trên chân không luôn. Có được luôn các bạn. Rồi, vậy là dư suy đoán mình đúng nha bạn, là cái trái chấn động này á bị bung cái chiêu V đó bạn, bị lỗi chiêu V nè. Tại vì trước đó ở lúc mà ở C1 nha bạn, mình chắc chắn với các bạn luôn, khi mà các bạn ở C1 ấy thì các bạn đấm cái trái chấn động này không bao giờ lên được đảo trời hết á. Đúng không? Chắc chắn luôn, lúc mà mình farm ở lúc mà các bạn update mà chưa ra bắt C2 luôn các bạn, là mình farm cái trái chấn động này bên đảo trời là không thể nào mà sóng thần lên đảo trời nha bạn, là giống như cái chiêu sóng thần phế luôn rồi. Đấy, cái chiêu sóng thần này đó bạn. Sẽ bị vế luôn. Còn bây giờ là sóng thần phải không? Đấy. Bây giờ sóng thần là có thể chỗ đứng khắp mọi nơi đều tới nha bạn. Các bạn lên trời không cần vừa từ dưới nước lên nha bạn, không cần logic luôn. Phá hủy mọi định luật logic luôn. Là từ dưới nước lên mới chuẩn nha bạn, còn lại không. Từ không khí xuất hiện ra cái sóng thần luôn. Ảo thực sự. Rồi bây giờ sẽ thức tỉnh cho bạn xem nha. Thức tỉnh là V2 thử xem coi có bị lỗi bung giống như V1 hay không nha các bạn. À, tại lúc đầu là mình có tưởng là phải có một cái điểm gì đó các bạn, nên mình mới nói là sai. Nhưng không cần luôn nha các bạn. Không khí vẫn được luôn nha các bạn. What? Game ảo vậy? Rồi giờ thức tỉnh luôn nha. Rồi thử coi như thế nào nha. Đây. Đây nha. Rồi giờ mình đứng thử cái ngọn cây là được rồi nha các bạn. Cứ lên trên cái gốc cây kia cực quá, cao quá. Lười lắm bạn ơi. Đâu, coi V2 có bị không nha. Cái lỗi này mình không biết là có từ bao giờ các bạn, nhưng mà bây giờ mình test mình mới thấy nè nha các bạn. Nên có gì các bạn nào mà biết trước rồi á thì xem cho vui ha. Còn bạn nào chưa biết thì xem mình để biết nha các bạn. Cái này thì mình cũng mới biết luôn nè. Giống như cái chiêu Ichimochi á thì các bạn biết rồi đó. Rồi giờ thử sóng thần thức tỉnh thử nha, đại hồng thủy nha. Coi lên đây được hay không nha. Đó, có lên được đâu hết chưa. Cãi chưa, chỉ dưới đây thôi chưa. Vậy là chỉ có V1 mới bị bung thôi, cãi. Vậy mà bo kêu là thử V2 các bạn. Bo kêu V2 cũng bị như không phải chơi, thấy V1 ảo chưa. Vậy là V2 không có được, cho V2 chỉ được dưới đất thôi. Riêng V1 là các bạn từ không khí lên sóng thần luôn. Vậy là V1 khủng thật sự phải chưa. Mình nói V1 xịn mà không tin. Rồi bây giờ test lần nữa cho các bạn xem luôn nè. Bây giờ mình sẽ lên tuốt lên ngọn cây nè. Nếu mà sóng thần vẫn ở dưới đất á là cái sóng thần V2 này là chuẩn nha các bạn, nhưng mà cái sóng thần V1 sẽ bị bung nha các bạn. Sóng thần có tất cả mọi nơi trên không khí luôn, cũng khó luôn. Thấy chưa? Giờ sao mà đúng không? Thấy chưa? Thấy V2 đâu như V1 đấy chưa? Không có đâu. Chỉ có V1 thôi. V không được đâu. Bo ngồi kế bên kêu mình thử V2 các bạn. V2 cũng không được nha các bạn. Vậy là chỉ có V1 mới bị dính bung thôi. Đấy. Ảo thì công nhận, không biết bản này mới bị lỗi sao bạn, tại vì V1 và bản này mới được sửa lại mà. Nên mình thấy cái bản này vì là bị bung nhiều thứ á chứ. Hay chứ bạn. Ảo thiệt sự. Đây bạn thấy nha. Đây, cái chấn động này là mình vừa phát hiện ra luôn nha bạn, chứ mình không có biết trước cái gì luôn á. Các bạn thấy đó, mình đang tính thử là test thử trái chấn động khi mà mình biết ở lộn. Mình nói với các bạn là cái trái chấn động V1 ấy, cái sóng thần làm lại X3 đúng không? Nên mình muốn test thử coi lên được đảo trời không. Vô tình tìm được cái lỗi bung luôn các bạn ơi. Ảo thật sự hết chứ. Ai ngờ tìm được luôn được cái lỗi bung mà sóng thần xuất hiện từ không khí nữa bạn. Lên đảo trời được luôn nhá bạn. Vậy chắc ơi, chế không được. Ơi. Rồi nha, đây.
sắp lên được ngọn rồi nha mày. Đấy, cực quá, lên cái ngọn này cực quá. Ấy, ồ, cái chiêu C này không được rồi, chiêu C này lỗi rồi. No, 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 no. Rồi, ấy. Rồi, các bạn nhìn nha. Đây, các bạn nhìn dưới đất nè. Đây, các bạn thấy chưa? Chỉ có dưới đất là thấy chưa ba? Thấy chưa? Chỉ có dưới đất hay chưa? Vậy là cái V1 các bạn thấy chưa? Mình nói rồi. Cái V1 đỉnh lắm á các bạn ơi. Trời ơi, cái V1 kia. Các bạn thấy cái V1 chưa? Đó. Đó là sức mạnh của V1 đó các bạn. Trời. Thấy chưa? Thấy chưa? Tin chưa? Thấy chưa? Thấy tin chưa? Trời ơi. Hả? Các bạn thấy chưa? Đó. Cái trái chấn động, cái trái chấn động này là trong BB thì ngon hơn tại vì bốn bức tường mày, nhưng mà các bạn thấy V1 không, là cái đối phương nhảy lên trời mình nhảy theo chấn động dẫn tới nha các bạn. Sóng thần dẫn cứ trên trời mà bay tới cái chỗ các bạn luôn á, không đùa đâu. V2 mới gọi là khủng nha các bạn, ở lộn, V1 mới gọi là khủng. Sao nói nãy giờ lát hồi mình lộn tùm lum luôn các bạn, có gì mình nói lộn các bạn thông cảm ha. V1 bây giờ mới gọi là khủng nha các bạn, nhưng mà V2 đâu, bạn thấy ảo chưa, lỗi bung chưa, các bạn thấy lỗi bung chưa? Cái này mình cũng không biết trước gì luôn nha các bạn. Trong lúc quay clip với các bạn này mình vô tình tìm ra luôn á. Vãi thiệt sự. Thấy ảo chưa? Rồi bây giờ mình lại lần nữa cho bạn xem nha. Nè lên trời nè, thí dụ đang dí đối phương là đỏ, chạy đúng không? Sóng thần nè. Đấy. Thôi. Thấy chưa? Tại vì chỗ này là mình chưa có lên cao lắm nha các bạn. Đấy, chưa lên cao lắm bây giờ nè. Trên này luôn nè, mình đứng trên ngọn cây cho các bạn xem luôn nè. Chứ giờ mình lùi. Mình lừa lên cái ngọn trên kia quá bạn. Nhìn thấy là mệt rồi đó. Nãy giờ lên hai lần là thấy quải rồi đây. Mình đứng trên này nè. Đó. Ví dụ đó, đối phương đang nhảy trên cao đi ha. Rồi mình sóng thần thử cho bạn xem nha. Mày thấy lỗi bung không? Đúng ảo luôn á. Bình thường là phải từ dưới đất lên chứ đúng không? Còn này là các bạn nhìn không khí nè. Đấy. Ôi các bạn chưa? Từ không khí nè các bạn chưa? Không khí đi lên đấy chứ. Các bạn thấy chưa? Lỗi thực sự luôn á. Vậy chưa? Từ không khí lên, nhưng mà các bạn nhìn đi xuống nè, đi xuống vẫn là đi xuống đất. Đi xuống cũng là từ đi xuống đất đi xuống nha, nhưng mà đi lên á thì từ không khí đi lên, còn xuống đất thì xuống nước lại, chuẩn chưa? Đấy rồi, bây giờ sẽ test trên đảo trời nha các bạn. Đây khủng lắm nha các bạn, khủng hơn V2 luôn nha bạn, thấy rồi đó, khủng hơn V2. Ý của mình ở đây á không phải là trong BB mạnh hơn nha các bạn, là ảo các bạn, là bung ấy, lỗi các bạn thấy khủng hơn không? Trời ơi. Có sóng thần nào mà từ không khí đi lên đâu, sao mà bằng V1 được. Rồi các bạn, hiện tại là mình đang về C1 rồi nha. Đây bây giờ mình sẽ lên đảo trời thử cho các bạn xem nha. Đây cái trái này, mà cái trái đánh được lên đảo trời là mình nói cái chấn động là gọi là đỉnh cao luôn á các bạn, gọi là siêu phàm luôn ấy. Không thể tin được. Đây giờ mình mua thuyền mình đi qua bển cho các bạn xem nha. Phải thật sự vô tình tìm được cái lỗi này đấy chứ. Ảo quá các bạn ơi, phi logic rồi đó. Mình thấy bắt đầu là cái chiêu này là bắt đầu là phá mọi định luật rồi đó bạn. Sóng thần không phải từ nước lên nha các bạn, là vậy là sóng thần. Ồ, vậy là các bạn biết rồi đó, sóng thần không phải là từ nước nha các bạn, sóng thần là từ không khí. Ảo chưa? Rồi bây giờ mình lên đó chờ cho các bạn xem nha. Không có trái nào bay được các bạn, chấn động thì không bay được nên lên đảo trời hơi cực nha. Đấy, lên đảo trời hơi cực, nhưng mà sóng, nếu mà chấn động mà cái sóng thần ấy mà lên được đảo trời là tuyệt vời. Đấy thì chắc là mình nghĩ là đoán là chỉ do trong bản update này mới bị lỗi nha các bạn, chứ bản update trước là không đâu. Tại như mình nói đó, mấy cái bản update trước ấy thì chấn động chưa được sửa lại mà đúng không? Đó, chưa được sửa lại thì dẫn từ nước lên nha các bạn. Giống như là trái chấn động thức tỉnh ấy, V2 ấy thì từ nước lên như bình thường, còn bây giờ là không từ nước luôn, không từ cái gì luôn nha các bạn. Nói chung là không từ cái gì hết, từ không khí lên thôi à. Đấy, rồi đây các bạn nhìn nha. Mình test trên đảo trời này trước đi ha. Đảo trời trước đi. Rồi coi. Đâu, sóng thần nè. Đó bạn chưa? Đó, không khí lên nè. Đấy, chống đi quái nè, nè trúng quá hết nè, nè, quái. Quái đó. Chịu nổi không? Quái chịu nổi không? Trời ơi. Bạn nhìn kìa. Nhưng mà xuống nước là vẫn đi xuống nước, các bạn thấy ảo không nè? Đó. Thấy chưa? Trời ơi. Rồi bây giờ lên cao nữa nè. Càng lúc mình sẽ càng lên cao cho các bạn thấy luôn nha, từng đảo trên đảo trời luôn nha các bạn thấy nha. Nè. Đây bạn này đang pha luôn nè. Nè đang pha tự nhiên bất ngờ một cái sóng thần lao tới là bất ngờ luôn nữa các bạn. Chắc run sợ luôn các bạn chưa? Ôi, đây là trái quỷ farm cực ngon và lỗi bung, với lỗi bung nha các bạn. Đó, trộn một phát toàn bạn kia luôn kìa các bạn chưa?
Vãi chưa, rồi bạn đó chắc cũng bất ngờ bạn. Ủa đâu ra tự nhiên sóng thần mình lên đây được vậy? Trời ơi, đâu ra vậy? Bất ngờ lắm. Chắc là rất là bất ngờ luôn bạn. Rồi mình đang test nha bạn, nên có gì bạn kia thông cảm nha. Đó, rồi. Bây giờ mình sẽ lên chỗ cao nhất ở trên đảo trời luôn nha bạn. Cho bạn thấy luôn. Trời ơi, ảo thật sự. Vãi cái chấn động, nè chấn động. Đấm nè, rồi lên. Rồi nha bạn, bây giờ hiện tại mình đã vô lại nè. Và thấy thực sự lắc nữa chứ. Rồi bây giờ các bạn thấy nha, một bài quái đây nha. Rồi mình đứng sóng thần trên này thử nha cho các bạn xem nè. Coi coi cái chiêu sóng thần này có lên được cái đảo trời này hay không nha. Rồi nếu mà được thì các bạn thấy nè, nguyên một bãi này là chỉ cần vụ quái là ngon nhất hiện tại luôn nha, phải cực kỳ ngon luôn. Đó mấy ông, các bạn phải còn đỡ phải đi tại tân thủ mấy bạn. Các bạn đỡ phải đi và vụ quái lại, các bạn đứng một vê sóng thần nè các bạn nhìn nè. Đấy bạn chưa? Kiểu gì sóng thần cũng lên trời được luôn nè. What? Bây giờ đó, một phát là các bạn có thể dụ bày quái được liền luôn, thấy chưa bạn, thấy chưa? Farm rất là dễ luôn nha các bạn, khá là ngon luôn. Rồi từ từ để mình coi sóng thần đi xuống nước sao đây. Đâu, xuống nước sao vậy? What, coi như kìa. Trời ơi, à, bay nửa chừng mất nha bạn, thôi bay trên không khí nó mất. What the hell. Đây các bạn nhìn kỹ là, rồi bây giờ mình đứng trên cái chuông luôn nè. Các bạn thấy nha, đây, sóng thần này mà lên được đảo trời chơi cái chuông này là chịu luôn á. Đấy các bạn nhìn nha. Đó các bạn chưa? Nè, dựng lên lượt luôn nè. Đó, sóng thần trên đảo trời nè các bạn. Bay ảo chưa? Ảo diệu chưa? Sóng thần trên đảo trời vậy chưa? Đó, vụ quái rất là ngon luôn, thấy chưa? Đấy, một phát là mình có thể vụ bày quái lại liền luôn nè. Cực kỳ ngon luôn, trời ơi. Quái thực sự, cái gì vậy? Rồi nha bạn. Thôi mình nghĩ là kết thúc clip tại đây nha bạn. Thì các bạn nào thấy hay á, cho mình xin một like, subscribe của mình nha. Đây là mình cũng là clip vô tình mình tìm ra nha bạn, chứ không phải là gì đâu. Thì mấy cái lỗi bung á thì mình tìm ra thì để cho admin biết và có thể admin fix lại nha bạn. Còn nếu mà không thì đây là một tính năng game cũng được, cũng phải là lỗi nha bạn. Cũng là một tính năng game V1 khi mà được sửa lại phải không? Có thể lên được mọi ngóc ngách trên nói chung là mấy bạn đứng đâu là các bạn đấm sóng thần là có thể lên tới đó luôn các bạn ơi. Đấy, không có nhiều V2 đâu, V2 là chỉ từ giữa nước lên mới đúng logic. Đấy và mạnh. Nhưng mà riêng V1 thì là gọi là sức mạnh gọi là chúa trời đó bạn ơi. Đứng đầu cũng có sóng thần rồi, chúa trời còn phải sợ cái trái sóng thần, cái trái chấn động này các bạn. Rồi chứ, rồi thì mình nghĩ là kết thúc đi tại đây nha. Thì ở clip này là mình vô tình mình tìm được cái trái V1 chấn động trong khi mà mình đang muốn test thử coi là cái trái sóng thần các bạn của V1 ấy. Mấy bạn biết là sóng thần V1 cực kỳ to và cao đúng không, mình muốn test là lên đảo trời thử được hay không, nhưng ai ngờ là bị lỗi bung các bạn ơi, là đứng đâu cũng lên được luôn. Đấy, mặc dù cao thế nào nhưng mà lỗi bung là các bạn đứng đâu cũng lên được luôn, nên đó là vậy ha. Rồi mình nghĩ là kết thúc đi tại đây nha. Thì các bạn nói thấy hay á, cho mình xin một like, subscribe cho mình nha. Để mình có động lực những clip hay hơn nữa ha. Còn giới thi, bye bye.